Trong video ngày hôm nay, Team OMG sẽ giới thiệu với anh em top 5 dự án game trên hệ sinh thái Ronin. Ronin Network là một sidechain của Ethereum được nghiên cứu và xây dựng bởi Sky Mavis, công ty đằng sau phát triển tựa game AC Infinity. Cho đến thời điểm hiện tại thì hầu như bất kỳ ai cũng phải công nhận rằng Ronin chính là blockchain đáng tin cậy nhất dành cho Web3 Gaming. Với việc xử lý giao dịch in-game cho hàng triệu game thủ mỗi ngày mà vẫn đảm bảo độ trễ và phí giao dịch cực thấp, với những lợi thế và tập người dùng khổng lồ này thì đã và đang có hàng loạt game xếp hàng để được giới thiệu trên hệ sinh thái của Ronin. Dưới đây sẽ là top 5 game đã và đang trending trên blockchain này. Đầu tiên trong danh sách, chúng ta cần phải nhắc đến AC Infinity, game đầu tiên và cũng là bệ phóng cho sự thành công của Ronin. Đây là game chiến thuật đánh theo lượt, nơi bạn tập hợp các quái vật dễ thương được gọi là các AC để chiến đấu với nhau trong các trận chiến. Người chơi có thể sở hữu và nhân giống các AC NFT của mình, từ đó xây dựng các đội hình với điểm số mạnh hơn, dễ dàng chiến thắng trong các cuộc chiến và nhận về các token SLP của game. Đồng thời, vào thời điểm đỉnh cao, giá của các NFT có thể lên đến hơn 100.000 đô la. Đứng thứ hai trong danh sách chính là Pixels, mặc dù mới chỉ xuất hiện trên Ronin chưa được một năm, nhưng Pixels đã gặt hái được rất nhiều thành công đáng kinh ngạc. Theo nguồn tin từ AC thì hiện đang có hơn 700.000 người chơi mỗi ngày và hơn 1,5 triệu người chơi hàng tháng cho Pixels. Tựa game này hiện đã vươn lên dẫn đầu không chỉ trong hệ sinh thái Ronin mà còn cả trong thị trường game NFT. Một trong những lý do chính mà Pixels đem lại sức hút lớn đến như vậy đến từ việc game có cơ chế đơn giản, bất kỳ ai cũng dễ dàng làm quen. Kèm theo đó là việc cho phép free to earn và lợi nhuận khi chơi game cũng được đánh giá là rất ổn áp. Anh em có thể tham gia guild và nhóm tele của OMG để được hướng dẫn tận tình và cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến Pixels. Tiếp theo trong danh sách, chúng ta có Apparent, thêm một game chiến thuật, nhưng game sở hữu cho mình đồ họa cực kỳ đẹp mắt so với AC Infinity. Game có hai chế độ chơi. Đối với PvE, anh em sẽ mang thế thần của mình đi khám phá và đánh bại quái vật trong hầm ngục để gia tăng kinh nghiệm và đem về vật phẩm. Đối với PvP, thì Apparent mang cho mình dáng dấp của một game eSports với gameplay tiết tấu nhanh, đòi hỏi người chơi phải tư duy và đưa ra chiến thuật thích hợp trong khoảng thời gian ngắn để giành chiến thắng. Ở đây anh em sẽ sử dụng chiến đội của mình để chiến đấu một một với người chơi khác. Việc giành chiến thắng sẽ giúp chúng ta leo rank, thứ hạng càng cao sẽ được nhận nhiều phần thưởng hơn khi mùa giải kết thúc. Cái tên thứ tư mà mình muốn giới thiệu chính là Cairo. Tuy game chưa chính thức ra mắt, tuy nhiên những hình ảnh in-game cùng hiệu ứng từ cộng đồng đang là cực kỳ tốt, đem lại nhiều dấu hiệu tích cực cho dự án này trong tương lai. Đây là game hành động, nhập vai bắn súng, góc nhìn thứ ba từ trên xuống. Người chơi sẽ khám phá một vương quốc hậu tận thế, nơi sự sống tồn tại dựa vào công nghệ tiên tiến và ma thuật. Không dừng lại ở đó, Cairo hướng đến việc xây dựng một vũ trụ giải trí rộng lớn bao gồm game, phim hoạt hình và truyện tranh. Cách đây vài ngày thì 9.999 NFT Spark Sui đã được bán hết, mặc dù giá lên đến hơn 200 đô cho một NFT. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Cairo lên cộng đồng game thủ. Rất nhiều thành viên trong group tele của OMG Central đã mở ra hàng hiếm. Anh em có thể tham gia và chia sẻ nhé. Và tựa game cuối cùng trong top 5 chính là Machine Arena. Điều trùng hợp là Machine Arena cũng có gameplay khá tương tự với Cairo. Tuy nhiên game sở hữu cho mình bối cảnh cyberpunk cùng nhịp độ chơi cao hơn. Đồ họa in-game cũng được xem là một trong những điểm mạnh của Machine Arena. Hiện tại dự án đang cho phép đăng ký trải nghiệm bản beta test. Anh em có thể sign up ở trang chủ và tải game từ Epic Game Store. Và đây cũng là phần kết cho video ngày hôm nay về các tựa game hot nhất trên hệ sinh thái Ronin. Đâu là game mà anh em cảm thấy thú vị nhất? Hãy comment cho OMG được biết nhé! Đừng quên like và theo dõi OMG Central để được cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến crypto và thị trường game NFT. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.